Người Tây Tạng lưu vong đón sinh nhật thứ 80 của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tin từ Dharamsala, Himachal Pradesh, India. Người Tây Tạng lưu vong trú ngụ tại thị trấn cao nguyên Dharamsala ở miền Bắc Ấn Độ đã làm lễ mừng sinh nhật lần thứ 80 của nhà lãnh đạo tinh thần Đức Đạt Lai Lạt Ma vào ngày hôm nay. Hàng ngàn người Tây Tạng, trong đó có các bộ trưởng của chính phủ Tây Tạng lưu vong, cũng như các du khách ngoại quốc và những người ủng hộ từ khắp thế giới hiện diện tại tu viện chính của Phật giáo Tây Tạng để tham dự buổi lễ. Phát ngôn nhân của chính phủ Tây Tạng lưu vong nói rằng, lễ mừng sinh nhật lần thứ 80 của Đức Đạt Lai Lạt Ma được cử hành khắp nơi trên thế giới, gồm Ấn Độ, Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây, và tất cả mọi người có cộng đồng người Tây Tạng sinh sống. Một du khách ngoại quốc tham dự buổi lễ mừng sinh nhật của Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa để tỏ lòng tôn kính Đức Đạt Lai Lạt Ma và những việc mà Ngài đang làm ở khắp trên thế giới. Năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao tặng giải Nobel Hòa Bình vì cuộc tranh đấu bất bạo động của Ngài cho nền độc lập của Tây Tạng. Năm 2007, Quốc hội Hoa Kỳ tặng Ngài Huy chương vàng bất chấp sự phản đối của Hoa Lục. Chính quyền Trung Cộng đã thống trị Tây Tạng bằng kỷ luật sắt từ kiểm tra hoàn toàn vùng đất này vào năm 1950. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chạy sang Ấn Độ để sống lưu vong sau cuộc nổi dậy chống lại sự thống trị của Trung Cộng bất thành vào năm 1959. Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh về lòng nhân đạo của loài người khắp hành tinh.